Những điều không nên làm trong Excel phần 3: trộn ô sai cách. Trong cái bản dữ liệu này mình có trộn ô cột chi nhánh. Khi mà nhìn vào, ai cũng biết được là sản phẩm 1, 2 là của chi nhánh Đà Nẵng, sản phẩm 3, 4, 5, 6 là của chi nhánh Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nếu chúng ta trộn ô như thế này thì có 3 vấn đề xảy ra. Thứ nhất là chúng ta không sắp xếp được bảng tính. Ví dụ như mình kích vô dấu mũi tên, mình sắp từ A tới Z thì Excel nó sẽ báo lỗi như thế này. Thứ hai là chúng ta không thể lọc theo từng chi nhánh. Thứ ba là chúng ta không thể dùng SumIf để chúng ta thống kê số lượng của từng chi nhánh lại được. Nhưng mà các bạn lỡ trộn ô như thế này rồi thì các bạn hãy khắc phục theo cách sau đây nha. Đầu tiên chúng ta bôi đen cột chi nhánh này để chúng ta bỏ trộn ô đi. Các bạn vào Help và bỏ cái mục Manager. Sau đó vẫn còn chọn cột chi nhánh, các bạn vào Home. Qua bên góc phải các bạn chọn cho mình là File and Select. Chọn là Go to Special. Và ở hộp thoại hiện ra các bạn chọn cho mình là Balance. Sau đó bấm OK. Tiếp tục, các bạn bấm dấu bằng. Lúc này dấu bằng sẽ nằm vào một ô trống đầu tiên. Các bạn bấm bằng ô kề trên nó. Sau đó các bạn bấm Control Enter. Như vậy thì những cái ô trống nó sẽ được fill theo dữ liệu nằm trên đó một cách rất chính xác. Lúc này chúng ta có thể sử dụng chức năng sắp xếp, filter hoặc là thống kê theo chi nhánh một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công!